Thưa quý vị, thời gian qua, đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng sử dụng sim rác để nhắn tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên thì tình trạng này vẫn còn xảy ra và từng lúc từng nơi gây bất an trong nhân dân. Sử dụng sim rác để nhắn tin, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới các hình thức không phải là chuyện mới. Nhưng thời gian gần đây, thủ đoạn của bọn tội phạm lừa đảo gian xảo hơn. Nếu sơ hở, không kiểm chứng, sẽ rất dễ mắc bẫy kẻ gian. Thì với tình hình như vậy thì ở phường Khánh thì trong những ngày qua là cũng số lượng bà con điện lên công an phường. Đấy, tôi trò trực ban thì cũng tiếp nhận nhiều. Tôi tuyên truyền người dân là phải tỉnh táo. Khi có nhận tin đó thì liên hệ với công an phường hoặc cảnh sát khu vực gần nhất để được hướng dẫn kịp thời. Sim rác rất nhiều, nhưng những cái sim rác này thì nó ảnh hưởng đến cái tư tưởng của người dân, nào thì chủ yếu là lừa đảo thôi. Đề nghị các cơ quan chức năng có những biện pháp ngăn chặn để cho người dân được yên tâm. Thời gian qua, các nhà mạng đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra đăng ký sim chính chủ và chuẩn hóa thông tin với gần 28.000 thuê bao đang hoạt động và kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời tiến hành khóa sim nếu sim này không có chủ tài khoản xác nhận đăng ký. Biện pháp này cũng đã góp phần ngăn chặn tình trạng lừa đảo từ sim rác. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện thủ đoạn mới, biến tướng sang hình thức khác bằng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber, vân vân. Chúng tôi cũng đã phân loại ra những cái nào thuộc điểm bán, thì cũng đã thông báo đến tất cả các kênh điểm bán, rà soát lại và chúng tôi thực hiện là đóng kít lại đối với các tập thuộc kênh điểm bán. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện là gửi về phòng online để thực hiện gọi trực tiếp đến khách hàng. Đối với những khách hàng mà xác nhận là đúng á, thì sẽ giữ nguyên. Còn đối với những khách hàng mà không thực hiện gọi không được thì đến đúng ngày thì thực hiện là khóa theo đúng cái quy trình. Từng lúc từng nơi, tình trạng sử dụng sim rác và lừa đảo qua mạng vẫn còn xảy ra dưới những hình thức tinh vi. Do đó, cùng với việc tăng cường các biện pháp tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm qua mạng, các đơn vị viễn thông cũng có kế hoạch cụ thể, trong đó quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán sim tại các cửa hàng của doanh nghiệp, không phân phối sim tại đại lý, điểm bán ủy quyền như trước đây. Quán triệt nhân viên là thực hiện nghiêm túc cái việc mà phát triển thuê bao, không phát triển ảo để không có phát sinh các trường hợp sim rác. Còn đối với những thông tin thuê bao mà có nhiều sim đăng ký trên cùng một giấy tờ thì sẽ tiếp tục rà soát nếu mà có phát sinh. Khi mà khách hàng kiểm tra thông tin thuê bao chưa đúng thì có thể đến điểm giao dịch để cập nhật lại. Thường xuyên tuyên truyền cho bà con nâng cao cái ý thức cảnh giác đối với các đối tượng là sử dụng sim rác để gọi điện lừa đảo. Chúng tôi cũng kiên quyết là xử lý những trường hợp vi phạm. Thí dụ như là phát hiện có đối tượng lợi dụng cái sim rác để gọi điện mà phát hiện trên địa bàn thì chúng tôi cũng mời gọi làm việc đấu tranh để ngăn chặn. Vì ở khu vực thì lúc nào cũng có cái nhóm, cái group Zalo của từng của khu dân cư hết. Thì thông báo những cái trường hợp nào mà bị lừa đảo thì mình thông báo lên đó để cho người dân người ta nắm bắt, để người ta hiểu biết. Tập trung thực hiện có hiệu quả các biện pháp trên, góp phần ngăn chặn tình trạng sim rác, sim không chính chủ và xử lý kịp thời các trường hợp lừa đảo qua mạng xã hội, bảo vệ thông tin người dùng.